Đội tuyển U23 Thái Lan đã vào chơi trận chung kết sau chiến thắng U23 Indonesia ở trận bán kết thứ nhất vào chiều ngày 19 tháng 5 năm 2022. Chúng ta cùng xem lại diễn biến của trận bán kết này. Cả đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Indonesia đều trải qua các chiến thắng ở vòng bảng để gặp mặt nhau ở trận bán kết, và cả hai đội đều chơi cũng có phần hơi dè dặt do tính chất của trận bán kết. Tuy nhiên, đội Indonesia là đội có thể nói là có nhiều cơ hội hơn so với các cầu thủ U23 Thái Lan. Và trải qua 45 phút thi đấu hiệp 1, tỷ số vẫn chưa được ghi cho hai đội. Và đây là những gì diễn biến ở hiệp thi đấu thứ hai. Các cầu thủ U23 Thái Lan vẫn một pha lên bóng dành cho các cầu thủ U23 Thái Lan, tuy nhiên vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. Rất nguy hiểm, một pha đánh đầu rất nguy hiểm, tuy nhiên vẫn chưa có bàn thắng được mở. Và trận đấu đang tiến dần về phút cuối cùng. Cả hai đội đã bước vào thi đấu hiệp phụ. Một tình huống tấn công bên phía đội U23 Thái Lan, bóng được dẫn vào khu vực 16m50. Chẳng còn, cũng nguy hiểm. Và một tình huống tấn công bên phía đội U23 Thái Lan, và sau đó bóng đến chân cầu thủ Wirathep. Anh có một pha xoay người rất kỹ thuật và tung một cú sút hạ gục thủ môn bên phía đội U23 Indonesia, và đó mở tỷ số cho trận đấu ở phút thứ 95 của trận đấu ở hiệp phụ thứ nhất. Có thể nói bàn mở tỷ số này sẽ là một bước ngoặt của trận đấu.